Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VnTV và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Tấc Đất Tấc Vàng với anh Kevin Huỳnh. Anh là chuyên viên địa ốc và bên cạnh đó là anh Bình Trần. Anh là chuyên viên cho vay mượn tiền mua nhà. Trước hết chào anh Bình và anh Kevin một lần nữa. Dạ, chào chị. Em xin kính chào chị Vân Anh, kính chào quý vị khán giả của đài VnTV và chào Kevin. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì hai anh lại trở lại với chúng ta với chương trình Tấc Đất Tấc Vàng để gửi đến quý vị những cái thông tin cần thiết nhất, gửi đến quý vị những người nào đang cần mua một căn nhà, phải không anh? Yeah, yeah. Thì hôm nọ chúng ta đang nói về cái đề tài là làm sao để chúng ta có thể get cái offer của chúng ta approve. Đúng rồi. Yeah. Thì lần trước cái show lần trước là mình nói cái vấn đề là làm sao mà để cho cái offer mình được cái người bán accept. Thì trong hôm bữa chị nhớ cái Kevin có nói cái vấn đề là có vài yếu tố để mà cho cái offer mình có thể accept. Thì một trong những yếu tố quan trọng mà Kevin nói là cái gì nhớ không? Yeah. Mình nhắc lại ha. Bây giờ nếu mà nhớ lại là hình như là cái pre-approval letter đó, là quan trọng nhất. Rồi giá nhà nữa đúng không? Giá nhà thì quan trọng rồi nhưng mà chính xác. nhưng mà cái giá nhà có hơn đi nữa mà anh không có làm được cái loan nó cũng như không y chang. Thật sự cái pre-approval quan trọng hơn. Okay. Nhưng thì nói ở đây cái pre-approval ở đây thì như Kevin nói đây nó rất là quan trọng. Là lý do tại sao quan trọng là nếu như trừ khi quý vị nào có tiền mặt để mà mua cái căn nhà thôi, những cái thứ còn lại không, những cái người còn lại mà không thể mua tiền mặt đều phải qua nhà bằng mượn tiền. Thì cái pre-approval rất là quan trọng quý vị. Tại vì mình làm cái nghề này nói chung là cũng trên 15 năm rồi thì thấy rất là nhiều trường hợp, nhiều người khách của mình đại khái là như lần trước mình có nói là mua nhà theo cái hứng thú của mình, có nghĩa là lái xe qua con đường đó thấy cái nhà đẹp gọi agent bỏ vô cái offer. Nhiều khi cái người agent họ dẫn gì chiều khách họ bỏ cái offer, nhưng mà khi bỏ cái offer rồi á vô đây á lại không làm được cái loan. Thì cuối cùng lãng phí thời gian ai? Mình lãng phí thời gian bản thân mình, lãng phí thời gian cái người agent, lãng phí cái thời gian của cái người bán nhà, agent người bán nhà. Rồi thậm chí có những cái người ngoài kia họ đúng ra là họ có thể mua được căn nhà đó, đúng. Nhưng mà giờ mình đẩy họ đi thì thật sự mình phải nghĩ là cái hoàn cảnh của mình, nếu mình là một trong những người như họ thì như thế nào. Thì chính vì vậy lý do tại sao khi mà cái pre-approve nó rất là quan trọng. Tại vì pre-approve có thể ở đây có nghĩa là sao? Có thể là quý vị có mượn tiền được hay không để mua căn nhà. Thì đó là những lý do tại sao cái pre-approve rất là quan trọng vậy. Dạ, cho nên cái đầu tiên là chúng ta cần phải có cái pre-approve, phải không anh? Dạ, và bước kế tiếp. Thì nói chung cái pre-approve, cái bước kế tiếp là sao? Làm sao, lý do tại sao cần cái pre-approve là làm pre-approve là như thế nào? Khi cái pre-approve ở đây á, là nhà băng sẽ coi qua credit của mình. Người ta sẽ coi qua 2 năm income của mình. Người ta sẽ coi qua cái tiền của mình để mà bỏ tiền vào. Đúng. Những cái thứ khác nữa mà nhiều người không để ý, thí dụ như một gia đình họ có thể có người có thể là file divorce, có thể là có bankruptcy, có thể là short sale, có thể là foreclosure. Nhiều người gọi vô, cái đa số người khách mình gọi vô sẽ nói là credit tôi tốt, tôi không có thiếu gì hết. Cái đó là cái câu nghe nói rất là bình thường, nghe quen nhưng có điều đây là tại sao, là tại vì nhiều khi mình biết tên trùng tên, địa chỉ có thể cùng địa chỉ. Nhiều khi có những cái nó show trên credit report mà mình không biết. Có thể là một tháng gì trước không show credit report mà ngày hôm nay sẽ show credit report. Cho nên cái quá trình cái pre-approve ở đây của tụi em đây, có nghĩa là bên em khi mà làm pre-approve là gần như 100% sẽ làm được cái loan đó. Là tại vì như thế nào? Là tại vì khi mà bước vô cái pre-approve ở đây á, là tụi em coi hết tất cả những cái information trước. Cái người Việt Nam mình có một cái thói quen, có nghĩa là không bỏ tiền trong nhà bằng, đợi nước tới chân xong rồi bắt đầu nói bây giờ tôi phải bỏ tiền vô như thế nào. Bỏ tiền vô thì nhiều khi mình lại sợ cái vấn đề thuế má và những cái thứ khác. Cái hai nữa là người Việt Nam mình chỉ biết mà ôn rất là nhiều tiệm làm giống như là mình, những người W2 thì không nói, nhưng mà self-employed rất là nhiều, chủ tiệm nail hay là những người làm về mở nhà hàng hay những cái gì đó thì income đâu có ai muốn đóng thuế cao. Cho nên cái đây phải cần có sự chuẩn bị. Tại vì khi tụi em làm pre-approve đây á, là tụi em muốn make sure là cái người khách mình có mượn tiền được hay không. Nếu như không mượn tiền được ngày hôm nay thì có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc 2 năm sau quý vị có mua nhà được hay không. Đây là một sự chuẩn bị rất là quan trọng. Tại vì mua nhà là mình invest số tiền rất là lớn, mà ở California này nhà trung bình giá 500.000 trở lên. Mình bỏ ra 500.000 để mà mình mua một cái căn nhà để mình ở, thì mình nên có một sự chuẩn bị để khi mà mình ra mình kiếm được cái căn nhà mà mình thích là mình biết là mình mua được. Cho nên nó rất là quan trọng. Nếu mà đúng ra trước khi mình nói chuyện cái vấn đề với cái người real estate agent đó, thì người khách nên gặp cái người làm loan trước. Tại vì khi mà tụi em mà ngồi xuống, thí dụ mình ngồi xuống với 10 khách thì tụi em đã coi qua cái hồ sơ rồi. Rồi mình sẽ nói trước là ok, thí dụ chị Vân Anh ơi, cái trường hợp của chị là tụi em có thể cho vay được bao nhiêu tiền. Ngoài cái vấn đề cho vay, tụi em cũng muốn biết là cái khả năng của chị nữa. Ở đây cái nghề của em không đơn giản chỉ là chị muốn mua nhà bao nhiêu là bao nhiêu. Nhiều khi có những cái lời khuyên, có những cái gì đó tụi em nói cái income của chị không nên mua nhà như vậy, trả hàng tháng. Có những nhiều em thấy nhiều trường hợp nhiều khi người ta trả nổi nhưng mà có lúc khó khăn như vậy mình có xây được hay không. Mình không có muốn người khách mình mất nhà. Đúng rồi. Tại cái nhà là cái tổ ấm của mình không có muốn, bản thân mình không muốn thì mình cũng không có muốn cái người khách của mình khi mà mình advise cho họ mua những cái căn nhà mà họ có thể lâu dài họ không có thể nào mà họ trả nổi. Đó là vấn đề khó khăn. Vâng anh, như vậy thì với những người mà thí dụ như những người mà họ làm những cái nghề tự do, nhiều khi income rất là cao nhưng mà tiền ở trong nhà băng cũng như credit thì không có đủ để mà có cái approval đó, thì anh có những cái chương trình gì đặc biệt để giúp cho những người đó không anh? Dạ thì nói chung là ở đây cái gì nói chung là mọi thứ đều có cái giá của nó, đó là sự thật là như vậy. Nếu như mà mình khai thuế, mình đóng thuế đàng hoàng hết thì credit mình good, mình trả nợ on time thì lúc nào cũng vậy mình sẽ được cái gì tốt nhất khi mà mình đi vay mượn, cái gì mọi sẽ thử dễ dàng. Nhưng nếu như mà mình có những trục trặc, thí dụ như tôi không muốn khai thuế, tôi không muốn đóng thuế thì cũng có những chương trình gọi là không cần chứng minh income, gọi là stated, nhưng họ vẫn sẽ coi vào cái công việc, vẫn coi vào cái credit của mình thì tiền lời có thể là sẽ không thấp như những trường hợp khác. Thì như em nói, cái gì cũng có cái giá hết. Chương trình gần như là tụi em có rất là nhiều cái chương trình mà để cho những người mà giống như gọi là self-employed, nhưng mỗi một cái trường hợp sẽ khác nhau. Tốt hơn hết là tụi em vẫn muốn đi theo những cái chương trình gì mà có lợi cho người khách nhất, mà những cái gì thấp nhất cho người khách. Nhưng mà nếu như các trưởng đã phải có những cái chương trình mình phải đi, những người khách cần phải mua nhà vào vì lý do gì đó mà họ không thể chứng minh được income hoặc credit hay cái gì đó thì mình cũng có được những cái chương trình khác để mà giúp người khách mua nhà được, phải không anh? Dạ. Anh Kevin, trong cái suốt bao nhiêu năm làm việc của anh á, có khi nào mà có một người khách hàng tới với anh rồi rốt cuộc họ không mua được nhà rồi hoặc không anh? Vì không có approve cái loan được. Theo Kevin kinh nghiệm thì gặp rất là nhiều. Cũng nhiều lắm, cũng buồn nhưng mà không có phải là buồn mà mình không có làm tiếp. Nhưng maybe mình không có chuẩn bị cho người khách đó tốt đẹp. Thì mình làm cái kênh theo kinh nghiệm thì càng nhiều kinh nghiệm thì càng mình sẽ hướng dẫn người khách đó là thí dụ mình hồi xưa mình đi mua nhà thì giống như mình nói, mình đi mua coi căn này cái là khách muốn bỏ offer vô, cũng cố gắng cũng bỏ vô rồi sau đó không có pre-approval cũng không có cơ hội để mua. Thì bây giờ thì Kevin cũng làm bao lâu rồi, cũng có kinh nghiệm chút xíu, thì trước khi mà mình đi dẫn khách đi mua nhà thì mình cũng phải ok, mình phải làm cái này rồi cái này là pre-approval, giấy tờ rõ ràng hết, xong rồi đó mình mới dẫn khách đi mua nhà, rồi sau đó mình mới có cơ hội cao để mình mua được cái nhà đó. Đúng rồi. Vâng thưa quý vị, đó là lý do tại sao anh Bình Trần cũng như là anh Kevin Huỳnh muốn trình bày cũng như chia sẻ với quý vị những cái kinh nghiệm mà các anh đã trải qua để giảm thiểu thời gian cho quý vị cũng như là đem đến cho quý vị một cái kết quả tốt nhất khi quý vị tìm mua cho mình một căn nhà, phải không anh? Dạ đúng rồi. Tại vì cái như mình nói đó, mình mua cái nhà là một cái investment lớn của cuộc đời của mình, lớn nhất trong cuộc đời của mình, thì những cái sự chuẩn bị nên có. Tại vì sự chuẩn bị như vậy thì khi mình sẽ không mất đi cái cơ hội khi mình kiếm được cái nhà mà mình thích. Với lại một cái nữa là mình biết được cái khả năng mình có ở được cái căn nhà đó hay không. Có nhiều khi có những cái nhà mình thích nhưng mà mình thật sự là mình chả không có nổi. Dạ vâng. Cho nên những cái này rất là quan trọng khi mà phải nói chuyện. Kevin cũng recommend người nào mà muốn đi kiếm nhà đó thì chuẩn bị 3 đến 6 tháng before là pre-approval, tiền nhà băng about 3 to 6 months. Dạ vâng. Yeah. Và với quý vị khán giả nào chưa nghĩ là mình chưa có khả năng để mua cho căn nhà của mình ngay bây giờ nhưng mà muốn chuẩn bị làm sao để build credit của mình, hoặc làm sao để mình khi mà mình có căn nhà rồi thì mình có thể get approval một cách dễ dàng, thì quý vị cũng có thể gọi cho anh Bình Trần, cho dù quý vị chưa có khả năng mua ngay từ bây giờ, phải không anh Bình? Tại vì như em nói, nhiều khi cái vấn đề mua nhà cửa đó không phải là một sớm một chuyện. Yeah. Có nghĩa là nhiều khi có người khách có thể họ qualify được liền, nhưng mà có những người khách có thể là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, thậm chí 2-3 năm để mà chuẩn bị trước khi họ mua vào cái căn nhà. Thì sự chuẩn bị đó cần tùy theo mỗi cái trường hợp. Đúng. Thì khi nói chuyện với những người giống như em á, thì tụi em sẽ coi như ngồi xuống để mà gọi là plan, những cái advice, những cái đường để mình đi để sau này mình mua được căn nhà. Vâng, thưa quý vị đừng có ngần ngại để mà có thể gọi tư vấn với lại anh Bình Trần khi mà quý vị có một cái sự quan tâm gì về địa ốc cũng như là mua nhà, mượn tiền mua nhà. Tại vì kính cá nhân Vân Anh, nhiều khi nếu mà gọi anh mà nghĩ nếu mà mình không mang cái business lại cho anh thì không biết là anh có thời gian để mà giúp cho mình hay không. Nhưng mà quý vị thấy là anh Bình cũng như là anh Kevin đã hứa với chúng ta trước mặt quý vị khán thính giả trên làn sóng của VnTV, cho nên quý vị đừng ngại ngùng. Một lần nữa gọi cho anh Bình Trần qua số điện thoại rất là dễ nhớ quý vị, 619 200 5104, và anh Kevin Huỳnh của chúng ta là một người chuyên viên địa ốc, nhìn trẻ như vậy nhưng mà kinh nghiệm của anh già dặn lắm đó quý vị. Anh đã làm việc trong lĩnh vực đã bao nhiêu năm rồi anh? Em đã làm được gần 8 năm rồi. 8 năm là cũng già lắm rồi đó quý vị. Một lần nữa số điện thoại 619 788 6988. Và cái điều mà Vân Anh lúc nào cũng thưa với quý vị là có rất là nhiều sự chọn lựa ở ngoài thị trường, có rất là nhiều những người chuyên viên địa ốc, nhưng mà làm sao để quý vị chọn lựa một người nào mà quý vị cảm thấy thoải mái đủ và tin tưởng đủ để quý vị có thể chia sẻ, và cái người chuyên viên đó có thể hướng dẫn chúng ta những cái điều gì mà mang đến kết quả hữu hiệu nhất, phải không anh? Dạ đúng. Dạ, đúng. Điều gì trước khi chúng ta chia tay? Thì nói chung mình cũng lần trước mình cũng nói, thì nếu quý vị có bất cứ cái câu hỏi nào về vấn đề cho vay mượn hay địa ốc thì đừng ngại ngùng gọi cho Bình hoặc là Kevin. Như mình nói, cái thời gian nhiều khi có nhiều người mua nhà họ rất là ngại gọi những cái người chuyên viên giống như mình. Nhưng mà thật sự cái đó là cái nghề của tụi em, thì nhiều khi từ những cái câu hỏi của người khách mà mình trao dồi thì mới kinh nghiệm của mình. Cho nên những cái đó đối với tụi em, cái đó không thật sự là không có phiền đâu. Có nghĩa là tụi em học được càng nhiều hiểu biết thì sau này nếu mình có lỡ mình sẽ có một người khách nào khác rơi vào cái hoàn cảnh đó thì tụi em vẫn có thể biết được cái câu trả lời. Vâng thưa quý vị, mong rằng quý vị sẽ có được những cái kiến thức căn bản để chúng ta có thể có một cái sự chuẩn bị trước khi chúng ta mua được một căn nhà như mơ ước, vì tất đất là tất vàng, phải không quý vị? Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn anh Bình và anh Kevin, và xin thân ái chào tạm biệt. Bình xin kính chào quý vị khán giả.